Còn mấy chú này có chạy xe không? Không, không có chạy xe. Không, ông này là ở quen biết. Quen biết là... quen biết thôi chứ không có chạy xe hả? Không. À, được. Là lớn tuổi thì chạy xe gì sợ. Ủa vậy mấy chú giờ chắc về hưu rồi hả? Có làm đâu mà hưu. Không, ý là giờ mấy chú có chạy xe giờ hay là giờ cũng nghỉ ngơi ở nhà? Chiều anh có chạy không? Chiều không chạy hả? Rồi. Cái Oppo này nó có cái nhân đôi ứng dụng. Oppo với nhân đôi ứng dụng á hả? Nhân đôi ứng dụng là sao ta? Là nó là chức năng gì? Facebook, như là cái Zalo cũng xài được 1 nick. À. Nhân đôi lên xài được 4 nick. Hay vậy. 4 nick là 4 nick của mình luôn hay là 4 nick của dạng như Facebook 2 nick, Zalo 2 nick? À, mình xài được 2 nick Facebook, 2 nick Zalo. Hay quá ha. Bên máy có làm được không anh? Không. À, Oppo nó chức năng đặc biệt quá ha. Hôm nay hãng nó báo giá gì anh ngại sửa sao, hay nó mắc quá anh ngại sửa sao? Cái mà bê mát á, cái bê mát người ta báo giá gì anh mắc nên anh hơi ngại sửa sao? Từ sửa, chưa có tiền từ từ sửa. À. Còn thiết gì phải gấp gáp gì vậy? À. Càng ngày nó càng rẻ mà chứ đâu phải là càng ngày càng mắc nó càng lo. À, vậy là mình... Điện thoại nó ở thời nó mới rẻ chứ. À, vậy cứ hụt thẳng mà sửa thôi chứ không sao phải không? Mình đâu cần gấp đâu. À. Điện thoại cần mình chứ mình đâu cần điện thoại đâu. Nhưng mà dưới rồi chắc anh xài quá nhiều dòng lắm rồi anh á. Thấy ngày mình chạy kiếm được lời được mấy trăm sáu con mắt mà giờ hay một phát 1,2 triệu ha. Còn mình đi làm tuần mình mới lời được số đó mà hay hết tiền ha. Chứ hồi mới đầu chạy Gojek là anh chạy máy gì? Huawei. Huawei à, hồi đầu chạy Gojek là họ chạy Huawei hả? Có nói cho Bi chạy được nguyên ngày mà anh hay phải cầm xe phòng theo. Cũng 8-9 tiếng. 8-9 tiếng hả? Cũng được. 4.000 mà. Thì 4.000 à, hồi châu hồi đó rồi. Mà xe chạy Gojek mẫu hư mà xe hay hay sửa không? Xe cộ á, mình chạy Gojek sao hư được? À. Thường xuyên thay nhớt rồi sao hư? Mình... Xe là mình thường xuyên thay nhớt là ok phải không? À. Chạy chừng 2-3 ngàn là thay nhớt cũng bình hết. Chạy nhiều thì tuần bình. À. Chạy nhiều. Chạy nhiều thì tuần bình hả? À. À. Còn nếu mà chạy ít thì 2-3 tuần bình. À, chạy ít thì 2-3 tuần bình phải không?
Ủa chạy nhiều là một tuần mà thay rồi hả? Ừ. À trời. Nha, chạy 6 tiếng trở lên là phải thay hả? Tuần là nhiều rồi đó. Tuần là nhiều rồi hả? Ờ, 5-6 ngày à. 5-6 ngày là phải thay rồi hả trời. Vậy là tính ra chạy Go Z thì cũng hao nhớ quá ha. Chạy mức độ bào quá. Ráp cũng vậy đó. Ráp cũng vậy thôi hả? Nếu mà mình thay nhớt thường thì mình đỡ phải sau nó máy móc đỡ hư hao hơn, mình đỡ phải sửa hơn không? Nhưng mà trung bình ngày chạy 6-7 tiếng vậy cái xăng mình đổ khoảng nhiêu anh? 50 không hay nhiêu? Tôi đổ mất bao nhiêu á? Tùy theo lý xe rồi cũng sao nói gì được. À tùy theo mà cái ngày đó mình nổ mấy cũng gần thì nó đỡ hơn, rồi mình đi xa nhiều quá thì đổ nhiều quá. Xăng nó có ăn nhiều, tiền nhiều thì ăn nhiều, tiền ít thì ăn ít. Bao tiền nhiều, ăn nhiều thì ít thôi hả? Ừ. Nhưng mà trung bình tầm 50 ngày mà nếu mà bao nhiều á, 8-9 tiếng á, 50 ngày không? Anh nói rồi, tình hình hên xui rồi, căn cứ vào tình hình thực tế. À. Chứ làm sao mà em định lượng nữa rồi, một ngày không nhiêu được. À đúng rồi, đúng rồi. Không có nào để lượng nữa. À. Ngày ngồi chơi nguyên cái ngày làm sao mà có đốt dụng xăng nào đâu mà đổ. Đúng rồi, đúng rồi. Ngày mà đổ cà phê không, mình ngồi chơi không, mình có đâu tốn thì sao đâu mà đổ tiền đổ ra. Đúng rồi. Nói chung là vậy, càng nhiều thì mình chi phí mình bỏ ra càng nhiều. Nhưng thôi mà, chi phí ngược lại nó có tiền. Chứ rồi là mình mất đâu. Đúng rồi. Cái áo hôm Gojet bữa mua mấy cái vậy? Hả? Cái áo hôm mà Gojet mà bữa anh mua ở ngoài á, anh mua mấy cái bữa hôm đó? Áo hôm cứ mua một cái à. Mua một cái hả? Cái đó bán ngoài bán nhiêu ta? 70. 70 quá hả? À cũng được. Nó dài. Đúng rồi. Giống như áo khoác vậy á, 70. 70. Cái áo ngắn có 65 ngàn. Ngắn có 65 ngàn à hả? Rẻ bộ. Áo đen là hình 60. Nếu mà mình công ty mà làm cái áo đó bán vô công ty cũng phải mua, phải cũng dùng giá đó à. Mà sao bây giờ mắc hơn luôn hả? Rồi. Vậy tính ra công ty bán như bán đồ. Lời chứ. Đúng rồi. Tính mày ra hàng nhái. Nhái hả? À, chứ không phải là hàng công ty. Mà nhái vô phi vải cũng tốt, gọi phải giỡn nó. Đó là tùy em chứ anh không biết. Em tưởng là công ty làm áo đó cho nhân viên là bán là nói chung là không có lợi hoặc là lợi ích đâu, chứ ai ngờ công ty làm đồ bán hay lợi cũng nhiều quá. Có ai bán lỗ bây giờ không? Có ai bán lỗ bây giờ không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Mình mở công ty ra để lỗ mà hả? Nếu chịu lỗ, lý do là gì? Đúng rồi, đối thủ nó chịu lỗ, chứ không ai bỏ tiền ra mà chịu lỗ bây giờ đó. Thì nào muốn cố gắng muốn lợi đó. Mục đích nó muốn lợi đó, thủ muốn cho chị bay luôn á. Đúng rồi, đúng rồi. Mới chịu lỗ. Đúng rồi. Chứ lỗ không có mục đích gì, không ai làm đó. Đúng rồi, đúng rồi. Phải có mục đích chứ, bây giờ nó giờ mà cũng đâu ai tốt với ai đâu. Phải có mục đích rõ ràng người ta mới làm. Nhân viên được hưởng lợi là cũng vì cái mục đích của ta thôi. Mục đích của ta là muốn lợi đối thủ, là được nhân viên được khuyến mãi, rồi khách đi nhiều, nhân viên hưởng lợi thôi. Nhưng mà nhân viên thích đuổi là đuổi à. À đúng rồi. Không cần lý do. Không cần lý do luôn hả? Em tưởng là công ty là mở bán đồ là phải ưu tiên mà không cho nhân viên được giá hả? Trợ là giá thì có. Trợ giá thì có. Nhưng mà những lúc đó là những lúc đó đốt tiền đó, nó loại thải công ty kia. À. Lúc đó là nó muốn loại thải công ty kia, nó mới ưu tiên vậy thôi. Còn đa số là bán đồ phải có lời công ty bán đồ mà vô ráp phải coi. Đúng rồi. Có ai nào nó cho không đâu. Đúng rồi, phải bán kinh doanh, có kinh doanh mà phải có bán này bán kia rồi chiết khấu cao để thu lại chứ, đúng không? Mới đầu thì ưu tiên vậy thôi, nhưng mà sau này cũng phải thu lại à.
Ủa anh vô hồi mốc 28 không ta? Hồi mà anh vô là còn mốc thử 28 hay là 10 anh không có nhớ, anh không quan tâm nó chi, xong rồi kể nó chị anh nhớ gì nữa. À tiền nó lấy rồi xài rồi nó nhớ gì nữa. Đúng rồi đúng rồi, không nhớ tới quá khứ nữa ha. Giờ hư ở đây có bô chạy hả? Có bô chạy à, ốc bạn giờ có bô kia bô này cái đầu chảy nó nghĩa nó cao hơn cái ốc bi điện đầu chảy nó cũng cao lắm, có nghĩa là ốc bô nó không mượn bằng VMAX thì từ ba không, cái RAM nó cao hơn mà lại không mượn bằng kỳ ra chắc cài nhiều hay là xa biết đâu, hay là phần mềm nó nhiều hay là nói chung không không rành à, chắc cài nhiều quá. Nghĩ chắc là có bo, bo nó cài nhiều thứ chứ RAM nó lớn hơn nó kia tới 2GB lận mà. Rồi cái ba có đem sửa không hay là đi đi đâu rồi? Để lắp máy xe á, để lắp xe đâu có làm gì à. Giờ mình sửa Huawei để chạy đỏ hả? Chú cái thời gian này đi thanh niên sinh không? Chạy con này 7-8 triệu mà thấy có gì rớt thì phí ha. Đáng sửa con kia ít bữa nó cày, ít bữa nó cày vẫn con kia đỡ hơn. Nếu con Huawei nó đỡ thì đỡ tốn chứ nó rẻ rồi. Đỡ tốn hơn. Chạy có buổi chứ đâu có cả ngày đâu. Chạy có buổi hả? Nhưng mà hôm bữa là lúc anh đang chạy ngày công ty hay là lúc đó lúc đó cái máy là đang chạy ngày công ty hay là lúc đó đang đi về à, đang đi về hả? Từ từ mà khi mà chưa hết á nó còn chặt. Ví dụ mà mấy tài xế có nghe dù mấy tài xế bị tai nạn không? Go về Gojek, go về kia chứ có mấy người đăng lên là bị tai nạn kia công ty có hỗ trợ gì không? Ngồi cho nó là nó mạng rồi thôi, không có hỗ trợ luôn. Đúng mà bậy là anh gọi công ty là cái xe bảo trợ không được, không được đó hả? Trời nhưng mà thường thường chính sách công ty là bị tai nạn công ty có hỗ trợ gì không anh? Có biết đâu à, chắc cũng có ít nhiều có chứ. Ủa anh ra nào vậy? Hả? Anh ở đây hồi nào hồi tan cho anh 9 giờ hả? Tại nhắn tin cho anh mà không thấy trả lời. Nhắn tin cho anh này có là đeo của về mà anh không thấy trả lời. Không để ý. Cái con mà đẻ ra con sư tử mà rất là anh thì vô sinh luôn. Cái máy nè anh khuyên em nè, máy tiền bạc không đáng gì. Mấy cái máy là mấy triệu đồng rồi. Ít. Cho anh bị. Cái máy là mấy triệu đồng rồi. À. Người lạ đó. Người mơ cũng tốt như đúng là bỏ đi chỗ khác. À. Mình biết họ là cái như thế nào. Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ trong quán gặp bạn này nhỏ chứ cái lấy sạc liền sạch pin rồi đó rồi đó. Không đáng thì họ không lấy. À. Rồi mấy cái máy này hết cái là nó được. À. Bè mấy cái hút chích á. Bè nó cũng được 2-3 triệu kiểu mấy. Sợ mấy người vả quá tao lấy đại phải không? Mấy người mà dạng như ta cũng có vả quá đó. Tốt nhất là mấy chỗ đông người mà mấy chỗ là lạ mình tốt nhất là điện thoại mình nên chú ý kỹ, cất kỹ đi hai cho ăn ha. Hồi mấy điện thoại này anh có treo lên xe không? Anh có cái để làm cái giá để treo lên xe không? Hay là để cầm mình đi coi không? Hả? Thì thôi mấy cái điện thoại này anh có để trên cái giá trên có điện thoại có giá. Tụi anh cầm thì heo cầm dễ rớt bể. Anh treo sáng này bỏ trong cái túi mà gắn với cổ xe đó. À, thì cũng đỡ. Nó lại nó thấm nước rồi. Thì cũng
Rồi. Mỗi cáo không thấm nước chứ, bị thấm nước rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Vậy là chống, chắc chống nước mưa nhẹ nhẹ thôi. Còn mình đi mưa mà nặng có cũng bị chứ bộ.